Nông sản, đặc biệt là rau quả và hoa của Đà Lạt, từ lâu nổi tiếng với chất lượng tốt và năng suất cao, phần lớn được canh tác trong nhà kính. Tuy nhiên, sự phát triển ồ ạt nhà kính nông nghiệp trong nội ô thành phố Đà Lạt cũng kéo theo nhiều hệ lụy, gây suy giảm nguồn nước ngầm, tăng nhiệt độ, phá vỡ cảnh quan đô thị và là một trong những nguyên nhân gây ngập úng cục bộ. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết, đến nay toàn tỉnh có gần 4.500 hectare nhà kính. Trong đó, thành phố Đà Lạt chiếm diện tích gần 2/3 diện tích, hơn 2.900 hectare. Với mục tiêu giảm dần diện tích nhà kính trong sản xuất nông nghiệp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định số 178 ngày 31 tháng 1, 2023 về phê duyệt đề án quản lý nhà kính, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu đến năm 2030. Theo đó, sẽ tiến hành giải tỏa 100% nhà kính xây dựng trái quy định trên phần đất lâm nghiệp. Đến năm 2025, giảm 20% diện tích nhà kính sản xuất nông nghiệp tại các vùng nội ô, nội thị và khu dân cư. Đến năm 2030, giảm dần và tiến tới không còn diện tích nhà kính tại khu vực nội ô, nội thị, khu dân cư trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Sau khi có chủ trương giảm dần diện tích nhà kính, nhiều người dân đồng tình ủng hộ, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề mà ngành nông nghiệp cần quan tâm trong chuyển đổi cây trồng, mô hình sản xuất bền vững. Về thực tế mà qua những năm mà đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, diện tích nhà kính, nhà lưới mà phát triển ồ ạt thì nó sinh ra những cái hệ lụy, đặc biệt là cái thu hồi nước, cái nguồn nước nó chảy xuống mà những cái mương cống mà mình không cải tạo được kịp thì nó sinh ra ngập úng cục bộ, vân vân. Cho nên là cái việc mà giảm thiểu cái diện tích nhà kính, nhà lưới theo quyết định 178 của Ủy ban Nhân dân tỉnh đó, rất là phù hợp, rất là hay. Tuy nhiên nó cũng có một cái khó khăn cho nông hộ là bây giờ cái diện tích ngoài trời thì nó, diện tích đất nông nghiệp thì nó ít, mà sản xuất ngoài trời thì nó bị yếu tố biến động của thời tiết, cây trồng rồi đôi khi là nó không có đạt năng suất. Chúng ta quy hoạch cái nhà kính nhà lưới cho nó đủ chuẩn, đồng thời là trồng những cái cây gì mà nó có lợi về kinh tế, nó thu nhập cao hơn. Cái này thì cũng nông hộ cũng hơi lúng túng, là hiện lâu nay là cứ trồng cà rốt, rồi trồng khoai tây, trồng bắp cải. Mà bây giờ muốn chuyển đổi một cái cây trồng gì đó ngoài trời để hiệu quả kinh tế cao hơn thì cũng nhờ các cái cơ quan chức năng, rồi các nhà khoa học rồi có cái định hướng thêm. Ví dụ như là định hướng về cái cây giống, chuyển đổi cây giống như thế nào đó, nó thu lại cái lợi ích kinh tế cao hơn. Hiểu được tác động về lâu dài của hiệu ứng nhà kính gây biến đổi khí hậu, ông Trần Xuân Anh ở làng Hoa Vàng Thành, phường 5, thành phố Đà Lạt mong muốn, sau khi giảm dần diện tích nhà kính, ngành chức năng cần triển khai xây dựng các mô hình điểm trong các loại rau hoa ngoài trời để bà con nghiên cứu, học tập, từ đó thấy rõ được lợi ích kép, vừa mang lại hiệu quả kinh tế, vừa bảo vệ môi trường. Có cái quyết định của Chủ tịch tỉnh là giảm thiểu nhà kính để thứ nhất là bảo vệ được cái môi trường cho nó sẽ bớt cái hiệu ứng nhà kính. Cái thứ hai nữa là nó phù hợp với lại cái quy hoạch của tỉnh. Thì chúng tôi rất thống nhất, dân chúng tôi rất thống nhất nên có một cái gọi là cái quy hoạch tổng thể. Ở chỗ nào là anh làm những cái loại gì và những chỗ nào nhà kính anh gỡ đi thì sau những cái nhà kính anh gỡ đi đó thì anh đã tạo cho nhân dân làm một cái gì đó nó sẽ phát triển tốt hơn cái nhà kính. Liên quan đến những băn khoăn kiến nghị của người dân sau khi triển khai thực hiện đề án quản lý nhà kính, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong chương trình đối thoại cải cách hành chính mới đây, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết. Chúng ta cũng tiếp tục tập trung tuyên truyền cho bà con để cho bà con chủ động chuyển đổi trong cái sản xuất. Cái thứ hai ấy, là đối với cái canh tác ngoài trời ấy, thì đã khuyến cáo bà con là một số cái loại cây trồng, ví dụ như là cải bắp, súp lơ, khoai tây, hành tây, và tiến hành nhập khẩu một số các cái giống cây mới, giống hoa mới để phục vụ cho canh tác ngoài trời. Nhưng mà thực sự ra mà nói là cái nội dung này nếu mà để mà canh tác mà nó đảm bảo cái thu nhập như trong nhà kính cũng hết sức khó khăn. Thì một trong những cái nội dung nữa là chúng tôi cũng tiếp tục đề xuất là để đảm bảo cái mục tiêu này thì ngoài những cái giải pháp nêu trên thì chúng ta còn một cái giải pháp là cái giải pháp về mặt quy hoạch. Tôi cho rằng là cái quy hoạch trong cái nội thị, thứ nhất là quy hoạch để cho bà con chuyển đổi cái nghề nghiệp,
và cái thứ hai là quy hoạch thành các cái khu, các cái điểm du lịch sinh thái và xây dựng các cái mô hình để cho bà con nông dân vừa tổ chức sản xuất ra sản phẩm, vừa tham gia trong các cái mô hình du lịch sinh thái. Thì đây cũng là một trong những cái mô hình mà canh tác nông nghiệp đa giá trị, tức là người ta sẽ cộng thêm cả cái sản phẩm trong cái sản xuất và cộng thêm cái sản phẩm thu nhập trong cái du lịch để đảm bảo cái thu nhập cho bà con. Để triển khai đề án quản lý nhà kính, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu đến năm 2030, đúng tiến độ, mang lại hiệu quả thực sự bền vững là cả một quá trình. Ngoài những giải pháp cụ thể của các ngành chức năng, thì rất cần sự đồng hành của người dân trong việc đẩy mạnh chuyển đổi sản xuất, ứng dụng kỹ thuật canh tác, giảm dần và tiến tới sản xuất nông nghiệp trong khu vực nội ô Đà Lạt, không dùng nhà kính, nhà lưới.